Chào cả nhà, hôm nay Hiếu sẽ chia sẻ cho cả nhà cách trồng sen mini Nhật Bản kỳ canh đơn giản với dinh dưỡng hydroponic nhé. Giờ đây thì các bạn có thể thỏa mãn đam mê trồng sen mà không cần nguồn gốc nữa. Giống sen mini này với 7 màu sắc đa dạng, siêu đẹp, thích hợp để bàn, ban công, nhà phố. Cây phát triển nhanh, ra hoa chỉ sau 3-4 tháng trồng. Hạt giống sen mini Nhật Bản sẽ có hai đầu, một đầu tròn và một đầu lõm có lỗ. Thì mình có thể dùng kéo hoặc dùng kềm hoặc là dùng dao mình sẽ cắt cái đầu có lỗ nha các bạn. Đây là đầu để hạt sen nảy mầm. Nếu mình lỡ tay bấm sâu vào bên trong nhân một xíu thì cũng không sao, hạt vẫn nảy mầm bình thường. Sau khi các bạn cắt lớp vỏ của hạt thì mình bỏ vào trong cái ly hay là tô, chậu nước sạch rồi đợi là được. Và đây là kết quả sau 4 ngày của mình. Nếu như hạt nhanh thì có thể từ 2-3 ngày là hạt nảy mầm rồi nha các bạn. Sau khi hạt nảy mầm như thế này thì mình bắt đầu chuyển sang chậu để trồng. Và đây là kết quả sau 10 ngày của mình, rễ ra khá nhiều và có một số lá ở trên bề mặt nước. Sau khi sen có rễ nhiều như thế này rồi thì mình bắt đầu pha dinh dưỡng hydroponic nha các bạn. Hydroponic thì cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng, được sử dụng rộng rãi trong hoa lan và đặc biệt là hoa sen. Chúng có gửi kèm cái hướng dẫn về tỷ lệ nồng độ pha hoặc là các bạn có thể xem phía sau bao bì nhé. Và đây là kết quả sau 4 tháng trồng với dinh dưỡng thủy canh hydroponic nha các bạn. Chúc các bạn thành công.